Từ khi trở thành ma vương, Rimuru đã tăng sức mạnh của mình lên đáng kể và đã trở nên mạnh hơn rất nhiều rồi. Và trên thế giới thì ngoài Rimuru ra cũng còn rất nhiều chân ma vương khác với sức mạnh vượt trội và cực kỳ bá đạo. Như các bạn thấy đó, trong yến tiệc Wapuris thì các chân ma vương, hay nói đúng hơn là bát tinh ma vương, cũng đã dần lộ mặt cho người xem chúng ta được chứng kiến, như Leon, một kẻ mà hiện tại Rimuru xem là kẻ thù, hay Guy Grimson, một kẻ nguy hiểm mà cần phải thật thận trọng. Và hơn thế nữa, mình là Ben chơi điện tử, hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn qua xem bát tinh ma vương gồm những ai và họ bá đạo cỡ nào nhé. Ma tộc Newbie Rimuru Tempest. Có lẽ vì cậu là người nhỏ tuổi nhất trong này nên gọi là đàn em thì cũng hợp lý đấy chứ. Sau sự kiện Vương quốc Phalmas đưa quân đến gây sự với Ma quốc, thì Rimuru từ một cục slam trong sáng hiền lành, không có ý định trở thành ma vương, lại có thể quyết định trở thành ma vương ngay sau khi nghe tin và chứng kiến người dân của mình bỏ mạng bằng việc thu tóm 20.000 linh hồn. Bỗng nhớt mang tên Rimuru đã tự thăng tiến thành chân ma vương và tiến hóa thành bỗng nhớt tối thượng. Ngay sau đó, Rimuru đã giành lấy vị trí của Clayman trong hàng ngũ ma vương và trở thành một chân ma vương tiếp theo trên thế giới, người đại diện cho tộc quái vật là người cai trị đại ma quốc Jura Tempest. Con người, chúng ta có ác quỷ Bạch Kim Leon Cromwell. Nếu các bạn chưa xem Light Novel thì chắc sẽ không biết đến chuyện này. Leon Cromwell tưởng chừng như là kẻ thù không đội trời chung của Rimuru vì hắn là người gây ra quá khứ đau buồn cho Shizue. Tuy nhiên trái ngược với điều đó, Leon lại từng là một con người và ông, à không, còn trẻ quá nên mình sẽ gọi là anh cho thân mật. Và anh từng là một anh hùng rất nổi tiếng, được biết tới với cái tên lưỡi kiếm Bạch Kim. Tuy nhiên sau đó, Leon đã đánh bại Khazar-Rehan và thế chỗ ông ta trở thành ma vương con người đầu tiên. Tuy nhiên, mục đích trở thành ma vương của Leon lại khá là củ chuối, vì anh muốn tìm lại người bạn tri kỷ năm xưa của mình mà thôi. Và cho đến hiện tại thì Leon đã đi tìm kiếm hơn 300 năm rồi, nhưng chẳng đâu vào đâu cả. Nhưng hơn hết, thì trước khi Rimuru gia nhập, thì có vẻ như Leon là ma vương tốt bụng nhất trong cả đám đấy nhé. Vì anh chỉ là ma vương để tìm bạn của mình thôi, chứ bản thân thì Leon vẫn là một anh hùng con người mà nhỉ. Thiên thần sa ngã thì chúng ta có kẻ thống trị ảo mộng Dino. Không có quá nhiều thông tin về vị ma vương này ngoài việc hắn từng là một thiên thần sa ngã và trở thành ma vương như hiện tại. Tuy nhiên có một điều mà bạn cần phải biết về biệt danh kẻ thống trị ảo mộng, không phải là vì Dino có khả năng thao túng giấc ngủ hay mộng giới gì đó đại loại như thế đâu nhé. Lý do cho biệt danh kẻ thống trị ảo mộng này chính là vì Dino thật ra là một người vô cùng lười biếng và ngoại trừ những việc có ảnh hưởng tới mạng sống của mình ra thì hắn ta chỉ thích nằm lười một chỗ và ngủ cho đến hết ngày mà thôi. Cứ nhìn cái thái độ của hắn khi đến tham dự đại tiệc Wapugis thì sẽ thấy. Tuy nhiên, với bản thân là một ma vương, nhưng Dino lại không có vùng lãnh thổ riêng cho mình. Anh chàng ở nhờ đất của tộc người khổng lồ và sau khi bị Dracula đuổi khỏi đó thì Dino đã tuân lệnh Guy trong nhiệm vụ giám sát ma quốc Tempest. Và sau khi bị Rimuru phát hiện ra thì cậu đã giao cho Dino nhiệm vụ trở thành trợ lý cho Ramiris và sống luôn ở Tempest luôn. Hấp huyết quỷ tộc, chúng ta có nữ hoàng bóng đêm Ruminas Valentine. Các bạn biết vì sao được gọi là nữ hoàng bóng đêm không? Đó là vì Ruminas có sức mạnh rất là đặc biệt. Đó chính là có thể đưa bản thân hoặc bất cứ người nào trở về từ cõi chết. Và có thể nói rằng độc kỹ của cô nàng chính là thao túng sinh tử. Tất nhiên là nếu bị phong ấn thì sống hay chết cũng như không, nhưng có thể hồi sinh sau mỗi lần lên bàn thờ thì cũng quá là quyền năng rồi đúng không? Là người đại diện cho các ma cà rồng, Rumias còn được xem là tộc trưởng của gia tộc Valentine. Trước khi bị Veldora đang khó ở và cho bay hơi vương quốc cũ của mình, cô là người thống trị vương quốc ma cà rồng The Night Rose hùng mạnh. Và sau sự kiện tàn khốc đó, Rumias đã tạo ra đế chế Ruberios, nơi được xem là trụ sở thần quyền của giáo hội phương Tây. Có thể các bạn đang nghĩ, vì sao những người phục vụ cho hội thánh lại đồng ý ở lại một vương quốc do ma vương Ma Cà Rồng sáng lập ra đúng không? Đó là vì hoàng đế của giáo hoàng chính là Louis Valentine. Đó là một Ma Cà Rồng bề tôi của Rumias Valentine, cai trị vương quốc ngoài ánh sáng. Còn bản thân Rumias thì lại cai trị vương quốc từ trong bóng tối. Cự nhân tộc,
chúng ta có mặt đất phẫn nộ Draguel, là vua của cự nhân tộc và là người cho thiên thần sa ngã Dino trú nhờ trong lãnh thổ của mình, đó chính là Draguel. Không có quá nhiều thông tin về nhân vật khổng lồ này và thực sự thì chẳng có ghi chép gì về ông to này cả. Tuy nhiên, qua sự xuất hiện của ổng ở yến tiệc Valpuris thì chúng ta có thể thấy một kẻ cực mạnh không hề có ý định che giấu đi sức mạnh khủng khiếp của mình. Tuy là thế nhưng có vẻ như Draguel là một người có biết trên biết dưới, không xem thường kẻ khác, cho dù đó có là một bọng nhớt đi chăng nữa. Và theo như lời của Veldora thì đây xứng đáng là một đối thủ nặng ký để có thể tỉ thí, đọ sức nếu như muốn biết mình mạnh đến đâu. Thêm nữa, có vẻ như Draguel không thích can thiệp hay để tâm lắm tới chuyện của người khác, vì cứ mặc cho Rimuru và Clement đánh nhau, ông ta chỉ ngồi yên xem mà thôi. Tiên nhân tộc, nàng tiên của đại bê cung Ramiris, là một ma vương nhưng lại có thân hình khá là đáng yêu và tí nị. Thành thực mà nói thì lần đầu mình trông Ramiris không giống một ma vương cho lắm, mặc dù cô nàng là một trong ba ma vương lâu đời nhất trên thế giới. Tuy nhiên điều đó là do Ramiris đã hy sinh để hấp thụ ma thuật và linh khí của Gai sau khi ngăn cản hai người họ đánh lộn, nên cô đã phải tái sinh và trở lại hình dạng tí hon này. Chứ thật ra mà nói thì lúc còn ở hình dạng cũ, chỉ cần nhìn một phát là biết ngay đây là tiên nữ dáng tròn rồi. Và cũng vì hấp thụ nhiều quỷ thuật và long khí nên thông qua đó, Ramiris cũng đã tự tiến hóa thành một ma vương và là người cai quản đại mê cung Ramiris do chính cô nàng tạo ra trên lãnh thổ của Tempest. Ramiris không khác gì một cư dân sống trong vương quốc Tempest cả. Tuy nhiên, bề ngoài là một tiên nữ nhỏ tí nị, xinh xắn, nhưng thật ra sức mạnh mà Ramiris sở hữu lại hoàn toàn áp đảo bất cứ ai nếu như cô phẫn nộ. Độc kỹ của Ramiris chính là sáng tạo mê cung. Cô có thể nhốt người khác vào mê cung mà cô tạo ra và giam cầm họ ở trong đó suốt đời. Và thêm nữa là các kỹ năng thao túng tinh thần và tạo ra ảo giác của Ramiris sẽ khiến cho nạn nhân của cô kẹt vào trong mê cung vĩnh viễn. Là một trong ba ma vương đầu tiên, Ramiris nắm giữ nhiệm vụ phán xét thế giới. Tuy nhiên thì chắc bây giờ không còn ai quan tâm đến điều đó nữa và ma vương tiên nữ giờ đây chỉ còn là một manga lover chính hiệu mà thôi. Long tộc thì chúng ta có bạo chúa Milim Nava. Hãy đến với vương quốc quen thuộc nhất của mọi nhà, người sở hữu nhiều thuộc địa cai trị nhất trong bát tinh ma vương. Những nơi đó bao gồm thủ đô của Long quốc, vương quốc điểu nhân Fubrosia và thú nhân quốc Erazania, và tất nhiên là cả vùng đất của những con rối nữa. Bên cạnh đó, sau bữa yến tiệc Valpuris, Milim đã nạp thêm cho mình hai bề tôi siêu mạnh dưới trướng của cô. Một là trưởng tộc của điểu nhân Frey và người còn lại chính là vua của tộc thú nhân, ma vương Carrion hùng mạnh. Thế nhưng đều là do họ tự nguyện đi theo Milim, chứ cô nàng không bắt buộc ai cả. Và cũng vì vậy nên thập đại ma vương mới trở thành bát tinh ma vương như bây giờ được. Được biết đến là long nhân đầu tiên được sinh ra từ rồng vào rất nhiều năm về trước, Milim Nava không chỉ sở hữu một phần lớn sức mạnh của người tạo ra thế giới mà cô còn biết cách sử dụng nó và biến mình thành một đại thảm họa nữa. Và sau khi trở thành ma vương để trả thù cho người bạn rồng tri kỷ của mình, mà thật ra là cha của cô tái sinh, Milim đã thực sự trở thành một thảm họa tự nhiên theo góc nhìn của mọi người trên thế giới. Vậy nên nhiệm vụ chính của Milim trong ba ma vương đầu tiên chính là sống một cách vui vẻ và không làm tổn hại gì đến bất kỳ ai. Vì các bạn có thể thấy trên phim, chỉ cần một thổi của cô thôi thì cả thú nhân quốc của Carrion cũng đã được san bằng ngay tức khắc rồi. Bên cạnh đó trong quá khứ, nhờ có Gai đã chiến đấu 7 ngày 7 đêm với Milim nên cô mới ngừng việc phá hủy mọi thứ lại. Nên nếu như có một ngày, chân ma vương này nổi điên lên và tiếp tục lại việc làm năm xưa thì chắc chắn sẽ lại có thêm 7 ngày 7 đêm tiếp nữa để ngăn cản cô ta đấy nhỉ. Quỷ tộc, chúng ta có chúa tể bóng tối Guy Grimson, là xích sắc quỷ tổ Roach. Gai đã được triệu hồi bởi một quốc gia từ rất lâu về trước đó để có thể giành chiến thắng với kẻ địch. Tất nhiên là với sức mạnh khủng bố của Gai thì họ đã thành công. Tuy nhiên vì người triệu hồi của mình quá yếu nên thay vì hết lòng phục vụ như Diablo với Rimuru thì Gai đã lật mặt và thủ tiêu cả vương quốc đã triệu hồi mình và trở thành một chân ma vương đầu tiên trên thế giới. Và tên của anh hiện tại cũng đều nhờ mọi người vì nể sợ anh mà đặt cho.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh của mình. Nếu đã xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like và một đăng ký. Và nhớ nhấn chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video hấp dẫn nào nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Tạm biệt.